Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một lô giả hạt, và giả hạt này là nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Đắk Lây của con tum nhé mọi người. Đó thì nguyên lô này thì tổng cộng là em đếm rồi là 41 về, thì cả to cả nhỏ. Thì sau đây thì em sẽ quay lần lượt cho mọi người luôn nhé. Và tất cả đây là 100% là hàng bốc rừng nhé mọi người, mới về trong ngày. Rồi em sẽ quay chi tiết từng về cho mọi người. Thì ai có nhu cầu mua thì liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Và hôm nay là em bán nguyên lô chứ không bán lẻ. Đầu tiên là cái dề thứ nhất. Dề này thì bao gồm hai cái mầm tơ, là có ba mầm tơ luôn. Một mầm tơ đây bị sâu hay bị gãy gì đó. Đó thì nó có hai, còn hai mầm tơ này. Đó. Những cái mầm tơ cũ của nó thì đã ra hoa và rụng hoa rồi. Đó, thì dề này hiện tại rất là khỏe, rất nhiều thân tơ, nhiều thân già để nó nuôi cái mầm gốc. Đó. Tiếp theo sang dề số 2. Dề này đó, thì mầm gốc đang lên rất là khỏe nè. Và thân tơ cũ thì đang nụ đây. Đó. Tiếp theo nữa là đây. Một cái mầm lên rất khỏe, mầm gốc lên rất khỏe, rất đẹp. Đó, thân già nó đây. Thân tơ thì trốn hoa thì phải. Tất cả các dề của em đều nguyên si nhé mọi người. Là hàng bốc rừng về sau thì em quay vậy thôi, không có cắt hay cắt bất cứ một cái thân già hay thân gì để ươm kỳ giống như là một số nơi khác nhé. Bảo đảm là cái tính nguyên vẹn của dề giả hạt luôn. Rồi tiếp theo nữa sang dề này. Đó, mầm gốc lên rất khỏe, rất to mập. Đây, mầm cũ năm ngoái thì đã hoa rồi và được khá khá mầm già. Rồi tiếp theo nữa, đây là một dề. Đó, mầm gốc đang lên nè. Mầm tơ cũ thì trốn hoa. Rồi tiếp theo nữa, đây một mầm gốc đang lên rất khỏe. Mầm tơ cũ thì đang nụ nè, nụ nhỏ. Rồi, tiếp theo nữa thì cái dề này thì có tới hai mầm tơ lận, tuy nhiên là một mầm tơ thì nó bị gãy ngay cái khúc đây rồi. Đây thì nó bị gãy rồi, mọi người về có thể cố định giữ trồng thẳng dây là nó vẫn phát triển nha. Còn không thích thì mọi người cắt cái mầm tơ ở đây, cắt đoạn đây để nó tập trung chất dinh dưỡng nó nuôi cái mầm đây cũng được. Đó, còn mầm đây nguyên vẹn rất là khỏe nha mọi người. Dề này hai mầm tơ lận và có một thân tơ đang nụ nè. Dề này tiếp theo nữa là cái dề đây, mầm gốc đang lên nè và mầm tơ cũ thì đang nụ. Rồi tiếp theo nữa, đây mầm tơ cũ thì đang nụ. Mầm gốc đây, gốc đang lên rất khỏe nhé. Rồi tiếp theo nữa, đây về này tơ cũng đang lên nụ, nhưng mà cái nụ do quá trình người ta hái thì nó bị héo hay sao á. Chúng ta về trồng năm sau ngắm nụ nha. Về đây, đây thì cái thân nó hơi bị dập, tuy nhiên là cái lá ngọn nó vẫn nguyên si thì nó vẫn đi ngọn bình thường nhé mọi người. Đó, một số lá thì nó hơi dập nè. Đó. Còn cái lá ngọn thì vẫn nguyên. Đó. Thì nó về nó vẫn đi ngọn bình thường. Cành đây như bà con người ta hái nó bị rơi sao. Đó. Cái thân tơ cũ thì nó bị gập hay bị con gì cắn trong rừng nè. Hoa thì rụng hết rồi. Tiếp theo nữa, đây. Nụ nè. Rồi tiếp theo nữa, giờ đây thì hoa rồi, hoa trong rừng rụng hết rồi. Giờ này thì có hai mầm gốc lận, hai mầm gốc đang lên khỏe nè. Tiếp theo nữa là giờ này thì có được cái một cái nụ. Đó, mầm gốc đây. Tiếp theo nữa là một cái dề cây rất đẹp, lá nhựa. Có một nụ nhưng mà nụ này như nó cũng héo rồi sao. Đó, mầm gốc lên rất khỏe, rất đẹp.
màu xanh mận mận. Rồi tiếp theo nữa là về này đó. Thì mầm tơ cũ nó đây trốn hoa, đầu gốc đang lên. Rồi tiếp theo nữa về này xanh mướt, một về kiểu lá lướt lá che. Tiếp theo nữa đây về này đây này cái là xanh nha. Rồi tiếp theo nữa đây về đây tơ cụ trốn hoa nè, mầm gốc đây. Rồi về tiếp theo theo thì mầm gốc đây đó, vẫn còn những cái lớp lông rêu trong rừng nó bám rồi. Nhìn hàng rừng cái biết ngay mọi người. Đây nụ đây rồi tiếp theo nữa đây là về này rồi con chiếc lá cuối cùng của cái mâm tơ năm ngoái đây. Rồi tiếp theo nữa về đây mầm gốc đang lên nè, khỏe mạnh. Tơ thì còn được cái nụ giặt dẻo. Không biết về tới nơi nụ này nó rụng chưa. Rồi tiếp theo nữa là cái dè này. Dè này mầm gốc đây. Những cái rong rêu rừng này bản gốc đang lên rất khỏe nha. Mầm tơ cũ thì rụng hoa rụng rồi. Nụ đang lên. Em lấy nếp. Đó thấy chưa, cái nụ nụ nhỏ đang lên. Rồi tiếp theo nữa là về đây đó, mầm gốc rất khỏe. Tơ cũ thì trốn hoa chưa ra hoa. Rồi tiếp theo về đây mầm gốc đây lên xanh mượt rất đẹp ha. Mầm tơ cũ đây được một một cái nụ phía trên ngọn, nụ khá là xanh. Rồi tiếp theo nữa đây đó, mầm gốc đây. Cái này thì cái đây do cái con gì trắng đó. Nó vẫn cứng cáp nha mọi người chứ không phải là gãy gì đâu đó, nó vẫn cứng lắm đó, không ảnh hưởng gì nha. Cái này giống cái tức của nó, cái tức ha. Đây về rất khỏe nha. Tiếp theo về tiếp theo đây đó, bộ rễ với bộ thân da rất hoành tráng rất khỏe. Mầm tơ thì như ra hoa trong rừng rồi. Rồi tiếp theo nữa về đây xanh mướt ha. Rồi tiếp theo nữa đây về mầm gốc đang lên rất khỏe rất dài nha. Tơ cũ của nó. Rồi tiếp theo nữa về này mầm gốc đang lên nè và nó có một cái nụ sắp bung rồi. Tiếp theo nữa là mầm đây tiếp theo đây cái mầm đây hơi nhỏ tí lá tròn đẹp tím đây 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 nữa đây luôn đây cục nguyên bản. Đây nữa. Đây, vàng rất đẹp. Đó, mầm rất khỏe nha. Và cuối cùng, đây.
một con em tím. Rồi thì tổng cộng lô này là 41 dê đó, và em đã quay lần lượt chi tiết rồi nha mọi người. Đó, thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Hàng giả hạt con tôm bữa nay rất là hiếm rồi, thì mọi người chúng ta mua thì chốt thật nhanh nha. Rồi và giá em cũng sẽ để trên tiêu đề luôn. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.